hàng ế tồn kho, chỉ còn mỗi một thứ mẫu phải bắt hàng biến động không không có là đi ngủ mình chết được chế độ nhau bị kiên 25.000 một cốc rất tệ. Mẹ mà đóng đường xe 25.000 thì chắc là cũng phải đói lắm. Cô đó anh đã làm được trước tiên là hất đỗ lên, các bạn nên đặt 15 phút này, lấy chiều đi quay chụp chứ. Mình quay nhà cô lúa có máy ấp trứng này. Đây là thôn thôn mới. Nếu vào quay thì xin phép người ta không? Cái trứng sạch của cô ví dụ lên nào, cô phải đem rửa trứng thì trứng của cô đọc ấy này thì nên hình bẩn. Dân mình rất sợ lên hình như mình lên bình thường sao? Với anh Đức sợ bằng vẽ chứ để em đưa điện lên trên trước không? Mình đã nhìn thấy anh hình như mỗi cái anh trên TikTok nên bây giờ phải kêu ngay thì phải ông dọa cho vài câu chỉ sợ người quen nhìn thấy đấy phải cái người nọ
đâu. Đây cứ để lại xem. Ba lần bóp cái muối này. Sắp sửa nấu được rồi đấy. 5-10 phút nữa nấu được. Nhưng mà nhiều cái củi bên mẹ nhưng anh thấy hơi cứng rồi đấy. Vẫn làm này. Bên ngoài. Nhưng mà làm bên ngoài. Đun cho mình sôi khoảng 2 phút cho nó mềm, nó bóp lại tiết cho nó dễ ra lớp cay. Sôi thank you.
mang bóp hai lần tiếp. Cơm đi. Bóp tiếp 2-3 lần. Đã đảm bột em xong rồi đây. Chín rồi đấy. Quên quay sát tết nhỉ. Không ngon đấy. Còn cái nước đỗ kia còn lấu được không hả? Để đi. Giờ chú lại cái mát rồi ăn được anh nhỉ? Một tài ký rồi anh. Được. Đây cho em cái son này. Mít em cuốn. Lấy nước là nước mưa à? Còn này nữa không? Ừ. Thế mai sới cơm đi con. Ăn xong món chè rồi. Đấy, đụng vào đấy nước dung mà. Sới cơm đi, để đũa lên cho bác đi.
phát đi. Chưa thời gian cơm nước. Ngày. Tiếp nay nấu được món chè của mình thường anh nấu cơm cũng đơn giản là gì mà nha, vất vả thế rồi từ mai em không bao giờ anh cứ kiểu gì nữa. Thế nào mới mở nữa. Từ mai không có chè cháo thì cấm chè. Lâu 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 cái nồi chè nhưng nặng xịn. Nước này, cái này nó ngấm rồi. Càng đặc càng giòn. Mình đang muốn làm cái củ này để bán thì có người làm giúp mình rồi. Bán à? Không không, nhưng mà con chỗ nó bán xét theo bữa.
bí quyết của người ta rồi đấy. Nấu chè tốt cho sức khỏe, em là số 2, không ai là số 1. Cô thích lắm, cô thích vô cùng. Bạn chờ em ăn cái đẹp của bác này. Cô thích lắm. Cô thích vô. Muốn gặp cô lên nhà, cô muốn gặp cô ngay. Cho cái bát này cho cái này không vào bát được anh, cái này cái bọt nó đổ đi ăn, anh ăn được không này, là đổ ở đây cho nó gọn không đổ cái được nhà cho nó trông thấy luôn. Để cho vào chè nó mới ngon. Ăn không thì em không ăn. À, ăn không khó ăn. Thế mà thằng kia qua nó ăn cùi không. Ôi, có ai nấu cái nồi chè nó toàn cùi đấy. Chắc chỉ có em ánh. Thật, nấu cái này thì có một vỡ mặt hết. Nên màu đẹp nhỉ? Sao nhìn màu video đẹp hay? Màu nó tươi. Hồi nào mình ăn thì mình lưu lại. Hồi nào mình ăn vậy mình cố mình làm đâu. Đúng không? Mày cố làm đi em. Nhìn ngon không nhìn nào. Để nấu được thành công không phải là em có phải nghiên cứu chán thì nó mới ra được đấy anh ạ. Em đã quyết tâm rằng cái gì em quyết tâm làm bằng được. Em làm cái gì là em sẽ làm cẩn thận. Chè bưởi này ngon các bạn. Các bạn. Mời các bạn ăn nhé, cùi bưởi này. Ngọt, vị ngon. Dài ăn ngon.
Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.